Bộ bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày hôm nay em có một chiếc xe Mazda x 5 phiên bản 2.5 một cầu sản xuất là 2019 Xe có ngoại thất là màu đỏ pha lê, nội thất ghế da màu đen cực kỳ đẹp, đăng ký tên tư nhân, chính chủ đi rất giữ gìn Cam kết cho anh chị và các bạn đầy đủ các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước, bao trách mọi nơi trên toàn quốc Hỗ trợ ngân hàng lên tới 70% giá trị xe, Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng là Dương Vĩnh Auto, địa chỉ đơn vị là số 18, Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết cho anh chị và các bạn đầy đủ các hạng mục trên văn bản giấy tờ và bảo hành cho anh chị và các bạn khung gầm, máy móc, hộp số của chiếc xe trên văn bản. Đây là những cái chi tiết đường LED của chiếc xe thì anh chị và các bạn hãy cùng tham quan với em. Với CX5 thì nó sẽ có phiên bản 2.5 và 2.0. Bản 2.5 thì nó sẽ có bản 2.5 một cầu và 2.5 hai cầu. Những chi tiết đường led của nó thì rất là đẹp và hoàn hảo Tính năng công nghệ trên mẫu xe này nó gần đủ thôi Còn nó thiếu bản hai cầu một chút thôi Đấy, Bác có thể tham quan về sơn si ngoại thất của chiếc xe Mọi chi tiết vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao Đầu xe thì trang bị hệ thống đèn bi chiếu sáng Kết hợp với những giải đèn led định vị Mặt lưới tản nhiệt Rồi là những cái chi tiết mạ chrome to bản Tạo điểm nhấn khi nhìn vào đầu xe Tính năng an toàn thì nó có trang bị như hệ thống cảm biến trước sau đầy đủ mâm trang bị mâm đa chấu hộp kim với những phần nộp no láp của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là dày nộp láp đây anh chị có thể tham quan cùng em mọi chi tiết vẫn rất là hoàn hảo dọc thân xe thì các bác có thể thấy là nó có trang bị thêm cho mỗi mình là một cái bậc lên xuống bậc cứng cũng như là gầm bệ của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là chắc chắn anh chị ạ gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ đầy đủ và có trang bị hệ thống cảnh báo vượt trên gương đấy, những chi tiết đường LED về chiếc xe thì em quay đầy đủ kỹ càng để anh chị có thể tham quan qua. Khi anh chị và các bạn xem mà cảm thấy ưng thì có thể liên hệ em, em sẽ gửi anh chị và các bạn một cái giá tốt nhất cũng như là gửi thông tin thông số của chiếc xe để anh chị có bạn à, có thể tham khảo. Nếu anh chị và các bạn đang có một chiếc xe cần bán thì có thể là đăng tin tại web hơi com em sẽ hỗ trợ giúp anh chị và các bạn bán được chiếc xe với cái giá cao nhất thị trường. Đây là những cái chi tiết về bên trong nội thất à, khoang chứa đồ của chiếc xe với hệ thống thảm trải sàn đã được trang bị đầy đủ. Keo chỉ đính tán là còn nguyên bản không hề có hiện tượng đâm va về phần đuôi cho các bác có thể là kiểm tra Đấy, giúp anh chị và các bạn ở xa có cái nhìn thực tế và rõ ràng nhất chiếc xe mà giao bán. Đây là những cái chi tiết về thảm trải sàn và bên dưới đây thì nó sẽ có trang bị cho anh chị và phần nốc sơ cua với lồng sự, à, phần đốt sơ cua của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là mới và một cái cục loa trầm loa bông với chất lượng âm thanh của chiếc xe thì cực kỳ hay vách ngăn đầy đủ cốp điện cảm biến deep thể thao cam lùi và bây giờ thì ta sẽ cùng đi tham quan về không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe Bác chủ thì cũng đã trang bị đầy đủ như hệ thống đẹp à, tay nắm cửa giúp cho chống xước không gian ngồi thoải mái rộng rãi cho ba người ngồi có hệ thống cửa sổ trời cũng như là cửa gió điều hòa trung tâm bệ tỳ tay đấy những chi tiết gầm bệ cũng như là cái phần keo chỉ đinh tán này em quay rất là rõ để anh chị và các bạn có thể là tham khảo khi mà xem rồi anh chị và các bạn cảm thấy ưng thì có thể liên hệ em tại số điện thoại trên màn hình ta cùng trao đổi và nhận được cái giá ưu đãi từ cửa hàng rất mong anh chị và các bạn quan tâm và có điện cho em để em có thể có cơ hội tư vấn hỗ trợ cho anh chị và các bạn Xe đơn vị vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. nên các bác có nhu cầu cần vay bao nhiêu thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi bảng kê chi tiết cụ thể để các bác có thể là hiểu rõ hơn và cân đối được tài chính của mình. Đường nét của nó rất đẹp ạ. À. Bên đơn vị thì vẫn còn một mẫu xe Mazda CX-5 phiên bản 2.5, 2 cầu. Màu trắng nữa. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ. Em sẽ gửi thông tin cụ thể cho các bác có thể tham khảo. Đây là những cái chi tiết về hệ thống cánh cửa, cánh lái của chiếc xe với những hệ thống giải trí loa bâu được tích hợp ở trên cánh cửa này, các phím điều chỉnh lên xuống kính chỉnh gương này. Đấy, chi tiết tay nắm cửa, mở cửa được trang bị là uh, uh, mạ chrome. Bên trong thì với những cái phần ốc bản lề của cánh cửa là còn nguyên bản, không hề có hiện tượng tháo rã gì cả. Ghế trang bị ghế chỉnh điện nhớ ghế đầy đủ hai vị trí về bên cái lái ghế phụ thì chỉ có chỉnh điện thôi chị ạ. Đấy, với những phần ngoàm cửa vẫn còn vạch sơn của nhà sản xuất, hệ thống cửa sổ trời, ghế trang bị ghế thể thao, ngồi tạo sự thoải ngồi thoải mái, phanh tay điện tử, auto hold, các chế độ lái, tiện nghi trên mẫu xe thì nó cũng rất là nhiều, màn hình giải trí thích hợp cam đùi, đây thì nó có đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và các thông số an toàn, có một cái đồng hồ điện tử cỡ nhỏ bên cạnh tính năng ra cảnh báo lệch làn cũng như là có i stop rồi là chống chân trượt rất rất nhiều cái tính năng an toàn ở trên mẫu xe này xe có độ cạnh âm cực kỳ tốt và đây bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về hệ thống máy móc của chiếc xe với khối động cơ là 2.5 giúp cho anh chị và các bạn có thể là có trải nghiệm tốt nhất trên mọi cung đường một cách dễ dàng với cảm giác lái cũng như là khả năng vận hành của chiếc xe kiểu dáng thời trang bắt mắt rất được nhiều anh chị và các bạn trẻ tuổi yêu thích với chiếc uh, Mazda Six 5 phiên bản uh, 2.5 một cầu 2019 có ngoại thất là màu đỏ pha lê hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là dưới 769 triệu. Nếu anh chị và các bạn đang có nhu cầu thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Ta cùng trao đổi sẽ có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ.